công nghệ ai đang ngày càng có ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực giáo dục mang lại nhiều lợi ích và cơ hội mới dưới đây là một số ứng dụng và lợi ích nổi bật của ai trong giáo dục một cá nhân hóa học tập ai có khả năng phân tích dữ liệu học tập của học sinh để tạo ra các chương trình học tập tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng cá nhân điều này giúp học sinh học tập hiệu quả hơn và phát triển tiềm năng của mình hai hỗ trợ giáo viên ai có thể giúp giáo viên trong việc quản lý lớp học chấm bài tự động và cung cấp các tài liệu giảng dạy phù hợp. Điều này giúp giảm bớt khối lượng công việc cho giáo viên và cho phép họ tập trung vào việc giảng dạy và hỗ trợ học sinh. 3. Tăng cường khả năng đánh giá. AI có thể hỗ trợ trong việc đánh giá và đo lường kỹ năng, hiểu biết của học sinh thông qua việc tự động chấm bài và phân tích phản hồi. Điều này mang lại phản hồi nhanh chóng và chính xác hơn cho học sinh. 4. Trải nghiệm học tập tương tác. Các ứng dụng AI có thể tạo ra các trải nghiệm học tập tương tác giúp học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực hơn. Ví dụ, các lớp học ảo và các bài giảng trực tuyến có thể được cá nhân hóa để phù hợp với phong cách học tập của từng học sinh. Năm phát triển kỹ năng thế kỷ 21, AI giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế giới hiện đại như kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và khả năng làm việc nhóm. Công nghệ AI đang mở ra nhiều cơ hội mới cho giáo dục, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.